Từ cái lúc mình sinh ra trên đời, mình chỉ biết ở nhà để cho bọn nó đánh. Hôm nay mình đã có thể đi ra được ngoài đường rồi. Lâu lâu mới có dịp. Cầu mong hôm nay mọi sự bình an. Ôi. Ây da, thằng Tu Lên, sao mày lại đánh tao nữa? Ôi da, bà cố nội mày gơ rách, mày cứ kéo tao hoài vậy. Lần nào lộn mày cũng kéo tao. Thôi tao về nhà đây, mày đừng kéo tao nữa. Trời ơi, về nhà cảnh yên lành. Ôi trời ơi, cái gì đây? Đây là nhà tao mà, tụi mày làm cái gì vậy? Đánh gì mà đánh quá trời vậy? Thằng Vôn kia, mày đứng lại cho tao hả? Tao mệt mỏi quá mà. Trời ơi, đi về đi. Trời ơi, thằng Toro, mày làm cái gì vậy? Tụi nó đã tha cho tao rồi, mày còn nhảy ra nữa. Trời ơi, mày ăn ở, mày ngu như bò vậy, Toro. Trời ơi, Lavi ơi, tao xin lỗi mày, đừng tao chết không can tâm. Mày là thằng nào? Ừ, tự giới thiệu, tao là bùa đỏ. Quê mày ở Liên Quân đúng không? Đúng rồi. Vậy là tao với mày là đồng hương rồi đó. Mà sao nghe giọng mày buồn vậy? Chuyện kể ra dài lắm. Đang yên đang lành ở nhà không gây sự với ai thì có một cậu thanh niên giống bánh túi bụi chết luôn. Cứ tưởng sau khi chuyển nhà xuống đây sẽ không gặp lại cậu thanh niên đó. Ai ngờ nó lại bắn cho lên thiên đường lần hai. Trời ơi đỏ ơi, sao mày tên đỏ mà mày đen dữ vậy đỏ? Không mấy mày ở lại đây uống trà đàm đạo với tao hết phần đời còn lại đi chứ xuống đó làm gì nữa. Hơi, được thì tốt quá, nhưng mà không được. Chúng ta là có cái quy định là phải bay xuống đó chuyển sinh tiếp rồi. Tao cũng sắp đi rồi. Tạm biệt mày nha xanh, chúc mày xanh cỏ. Các bạn thấy đó, làm bùa xanh bùa đỏ khổ không? Hở xíu là phải hồi sinh cho các bạn ngồi đánh. Các bạn thấy mát lòng mát dạ chưa? Lần sau đánh chúng tôi thì đánh nhẹ nhàng thôi, đánh gì mà đánh đâu quá trời. Hai lần trước mình chết là đều tại thành Lavi. Lần này mình chuyển sinh lên tận trên này, chắc nó không đoán được đâu. Ê, sáng hôm nay thật là tuyệt vời quá đi hả? Nghe hiểu mình nghe tiếng gì sau nhà. Ui trời ơi, thật khốn nạn Lavi. Mới chuyển sinh lên. Ui, Butter. Trời ơi, mày canh ở đây khi nào vậy Butter? Trời ơi, mày đừng có. Ui, gì vậy? Trời ơi, mới hồi sinh mà sao lại gặp thấy thằng này nữa? Trời ơi, sao tôi đen như vậy? Sao cứ thấy đen đen thế ta? Trời ơi, lại mày nữa Lavi. Bà có nội tổ sư nhà mày, sao mày cứ bắn tao hoài vậy? Hơi vị huynh đài này, xin đừng đánh ta nữa. Nếu đã nói mà không nghe, vậy chúng ta giải quyết bằng cách đánh nhau vậy. Không biết anh Lavi tại sao lại đánh tôi hoài vậy? Cú quay thần tốc. Ây da, chết rồi, ta trọng thương. Không thể qua được kiếp này sao? Các vị anh hùng à, ta đã nói rồi, ta không phải là boss năm sao. Tại sao các vị cứ đè đánh ta hoài vậy? Có nhận được cái gì đâu. Ê da, thằng nào vậy? Lavi nữa hả? Tao tưởng mày quên tao rồi. Cái gì vậy Lavi? Tao tưởng mày qua series đạn tình quan rồi, sao mày bắn tao hoài? Số tôi đen quá. Đến vô tiền tao hay vậy?